Wow, hôm nay có cái nón lá đẹp quá. Lách gì đội vô đúng không? Em quay cái nón lá chị à. À, có chơi Việt Nam nè. Bữa nay thứ sáu em biết thế nào chị, bữa nay chị cũng xuống à. Chị là chị xuống à, cái giờ này nè. Mai chị có đi lại nhà cậu. Không quay anh Tâm. Chưa quay. Diêu cởi đồ qua cho chị thoải mái hả? Thôi giờ không quay, em đem này vô hộ cho chị à. Em thắc mắc nãy giờ là à, cái nón lá này hôm nay đi chung với cái bộ đồ này hợp nè. Nắng quá, nó đi nắng quá. Hôm nay có đem kéo nữa. Cái này cái gì mà gói với báo ta? Nãy giờ em thắc mắc. Đầu vô phụ cho chị. À chị, bởi chị nói chị tên gì em quên mất tiêu rồi, để em chị. Chị gì cũng được. Chị gái. Chị gái. Tại vì biết sao em? Mai mốt em phải tổng hợp những chị gái lên đây nè. Chị này em cũng biết tên hết. Một chị là thứ tư ở. Ừ, chị thứ tư, chị thứ sáu, chị thứ bảy. Chị thứ 6 là chị lên buổi chiều. Chào tiêu. Chị có mua cam không? Dạ. Dạ. Cái này mới gây tò mò cho anh ta nè. Không biết là bông gì đây. Chị đi quen mà. Người chị quen mà, tự ai thờ ơi, tự ai tranh thủ chạy ra. Dạ thôi đừng quay đi anh, để em quay được rồi. Chị quen không quay, ờ. Chị quen gì anh? Chị quen mà, chị dọn vậy chứ lau chùi mà. Ừ, chị quen mà. Xe đạp điện ha. Xe đạp điện. Wow. Xe điện. Mình đi được lên trên đây. Xe điện, xe điện. Xe điện, xe điện. Xe điện. Xe này chạy mấy trăm cây mới sạc chị? 130. 130. Ủa, 130 chạy nhiều quá tư. Hàng gì nãy chị tới mà em không nghe tiếng xe luôn á. Việt Nam, Việt Nam. Ôi ôi, nguyên cái nón đẹp ghê luôn. Bởi ở đây biết mình quen hết trơn luôn, ai thứ mấy mấy giờ biết hết trơn. Hôm trước chị có đi thêm với cái chị gọi là gì ta, anh Hân, hôm nay phụ chị luôn hả, không quay hả? Ở quay luôn đi, quay hoài luôn á. Chị không giờ chị hết cho quay luôn rồi. Hôm trước chị đi với chị quản lý đúng không? Năng chất cái gì thơm chứ ta? Dù thơm. Anh cái hả? Cái hoa này lạ nè. Cái hoa này mấy lạ nè. Cái gì chị? Sao. Hoa sao hả? Hoa lạ ha. Cái hoa này thấy quen mà không biết tên. Cẩm chướng. Đúng rồi, cẩm chướng. Cẩm chướng này to này. Hôm trước anh gọi chị là chị Trinh đúng không? Ừ.
À ông Tài kêu chị Tinh. Ông Tài đang tổng hợp mấy chị. Tại đây đây có nhiều chị. Cái kia là chị Tư áo đen. Chị Năm áo trắng. Chị Sáu áo trắng. Chị Sáu áo trắng, chị Bảy áo đen. Tại vì chị Tư là chị thứ tư, đi thứ tư là chị Tư áo đen. Rồi chị đi thứ sáu là chị Sáu áo trắng. Tới thứ bảy là thì chị Bảy áo đen. Chị một lát nữa mình về đó chị. Mà cái nón đó chị không có sử dụng, chị có thể chuyển nhượng. Dạ. Có không chị? Chứ. Có hả? Tại vì em thấy cái nón. Chị nhớ không? Chị nhớ người này không? Quá đẹp luôn á, không biết ai nữa. Động bộ đồ trắng nè. Sao giống chị Sáu áo trắng quá vậy? Lung linh sắc màu hả chị à? Ủa cái cây nhang này nó ngộ đó. Nó không có rụng mà nó dữ ha. Mà như nó chưa tàn đúng không? Nó tàn được khúc đó. Còn miếng. Này chuyển quay sọt hả anh? Mỗi lần mà đi lên đi coi nhà chị đều lau dọn bàn này một tuần năm. Chị Tiên biết hoa này hoa gì chị Tiên? Hoa đỏ nè. Không phải, giờ em qua nghe cây gì vậy? Cái liễu gì ta? Cái liễu cây hả? Không biết là cây gì nữa. Liễu cây. Hôm qua nghe ai nói nè, cây này cây là gì? Liễu cây. Đẹp quá ha. Liễu cây hay gì nè? Chị, này phải liễu cây không chị? Thân liễu. À, cây thân liễu đúng không? Thân liễu. Thanh liễu. Thanh liễu hả? Ừ, thanh liễu. À, nghe gì liễu liễu mà không biết là liễu gì. Wow, phải nói là gừng càng già càng cay ha. Thanh liễu. Nghe cái tên là thấy đẹp ha. Thanh. Thanh mới thấm vậy. Chị, còn cái cây mà đỏ đỏ trong đó là cái gì chị? Đó. Hạnh phúc đó, em biết không? À, cái đó là em đố chị, đó là em biết. Không, nhưng mà cái cây kia họ thật tình là không biết. Cái cây thanh liễu á. Cái cây đó thật tình là không biết. Chị biết chờ bữa nào trời nắng hay sao đội nón lá rồi chị ạ. Hay ha. Buổi trưa kìa. Đi nơi thì có đúng rồi, hoa đó là hoa cúc mẫu đơn á. Mẫu là mẹ. Đúng rồi. Cúc của mẹ. Cái đó là cúc mẫu đơn, còn cái này là gì? Cúc đồng tiền, đúng chính xác. Thì em cũng không biết chị tên gì. Biết là ở đây em đặt tên. Dạ, chưa có biết tên chị nha mọi người. Giờ rồi.
chị áo trắng thôi, thì ngày mai chị áo đen sẽ lên. Chị áo đen là chị tên Lon, chị giới thiệu chị tên Lon, có kết bạn Zalo với chị ha. Chị mấy chị tới dọn dẹp ngày mai chị có lên nữa không chị? Không hả chị? Chị có kê nước mía không? Có có em. Người ta chở vô ta để ngay mộ của chị đang làm mà sao uống. Đúng rồi chị, em nghĩ các chị chơi cho anh em uống đó. Mình cứ chị kêu mấy chục ly luôn cả. Bây giờ mà chị kêu anh em mình uống đừng uống nha, tại vì mình chưa biết tên của chị. Đây nè. Hả? Nếu mà chị kêu anh em mình uống đừng uống nha, mà mình chưa biết tên chị. Không uống là chị giận đó. Lần trước chị cũng mua xuống cho mấy anh em á. Ủa chị kêu nước mía nhiều chị? Lên lại phụ đi chút có uống. Lên rồi đó để bưng qua đem chị. Rồi hôm mang qua cho chị nha. Giờ mang vô trong luôn đúng không? Có ở đây mình uống á. Lần trước chị cũng mua quá chừng nước mía chị cho mỗi người một ly. Lần này cũng vậy luôn. Rất là tỉ mỉ ha. Rồi giờ mình đi làm bịch luôn. Mày điểm quẹt coi, chút con kia vô giải quẹt nó đi mới được nữa. Mày điểm quẹt coi. Điểm quẹt. Chị giải quẹt con, chị giải vừa chùm nó đi. Chị giải đem quẹt. Giờ chị ra vô.